Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ dự đoán lịch visa cho tháng 9 năm 2022. Hôm nay là chiều thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 tại thành phố San Francisco, hiện giờ là 8 giờ 10 phút buổi tối. Mình cũng xin giới thiệu với các cô chú và anh chị và các bạn, thành phố San Francisco bây giờ ở Mỹ bây giờ là 8 giờ 10 tối nhưng mà trời vẫn còn rất là sáng. Đó, bây giờ thời tiết rất là lạnh. Thì để không làm mất thời gian của mọi người, mình xin được đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy video của mình hay, xin mọi người ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh. Và cũng đừng quên cho mình những cái like, những cái share, những cái comment để động viên tinh thần cho mình trong những video tiếp theo. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu các diện hồ sơ. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Và cuối cùng, diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Công dân Mỹ là những người đã có quốc tịch Mỹ, thường trú nhân là những người có thẻ xanh bao gồm thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay, thứ nhất đối với diện F1, 7 năm, 9 tháng. Thứ hai, diện F2A, 3 cho đến 4 năm. Thứ ba, diện F2B, 7 năm. Diện F3, 13 năm, 10 tháng. Và cuối cùng, thời gian chờ cho diện F4 sẽ là 15 năm, 6 tháng. Sau đây, lịch visa tháng 9 năm 2022 hay còn gọi là lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Việt Nam. Đối với diện F1, tính đến tháng 9 năm 2022 đã phỏng vấn được những hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014 đứng yên so với tháng trước. Diện F2A vẫn là chữ C, tức ở thời điểm hiện tại. Diện F2B ngày 22 tháng 9 năm 2015 đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 22 tháng 11 năm 2008 đứng yên so với tháng trước. Và cuối cùng diện F4 là ngày 22 tháng 3 năm 2007 đứng yên so với tháng trước. Như vậy, lịch visa thì tiếp tục lại đứng yên nữa. Tháng 9 năm 2022 này nữa là lịch đã đứng yên 12 tháng liên tục. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2021 đến tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022. Từ khi dịch bệnh được khống chế và mở cửa lại cho đến nay, lịch đứng yên và đồng thời sẽ có nhiều trẻ trong độ tuổi CSBA sẽ ở lại khi dịch visa chưa đáo hạn hồ sơ để được khóa tuổi. Vì thế, sau này các diện hồ sơ nộp vào sẽ càng nhiều và năm chờ phỏng vấn sẽ tăng lên. Cho nên ai chưa mở hồ sơ thì nhanh chóng mở càng sớm càng tốt. Sau đây, thư phỏng vấn sẽ được phát nếu đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất, đó là lịch phỏng vấn vượt quá ngày ưu tiên. Và thứ hai nữa, đó là thời gian hoàn thành hồ sơ sớm nhất. Sau đây, xin lưu ý với những hồ sơ lịch phỏng vấn đã vượt qua ngày ưu tiên cần chuẩn bị. Lý lịch tư pháp số 2 nếu hết hạn hoặc gần hết hạn.
chụp hình 5x5 mới nền trắng không đeo kiếng, làm lại hộ chiếu nếu hộ chiếu còn 6 tháng đến 1 năm, chuẩn bị bộ thuế mới 2020 và 2021 nếu phỏng vấn sau ngày 18 tháng 4 năm 2022 để bổ sung ngay sau khi nhận thư phỏng vấn. Với những hồ sơ lịch mở đã vượt qua ngày ưu tiên được là mở làm 6 bước, cần liên hệ NVC xin case number và invoice ID. Phải chủ động hỏi thăm hồ sơ, chủ động kiểm tra hồ sơ để biết hồ sơ hiện tại tới đâu để tìm cách xử lý. Sau đây lịch mở hồ sơ tháng 9 năm 2022, tức là lịch làm theo 6 bước của NVC. Đối với diện F1, tính đến tháng 9 năm 2022, đã mở hồ sơ đến ngày 8 tháng 8 năm 2016, đứng yên so với tháng trước. Diện F2A vẫn là chữ C, tức ở thời điểm hiện tại. Diện F2B ngày 1 tháng 1 năm 2017, đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 8 tháng 11 năm 2009 đứng yên so với tháng trước. Và cuối cùng là diện F4 ngày 15 tháng 12 năm 2007 đứng yên so với tháng trước. Sau đây lịch visa diện EB3, EB5 tháng 9 năm 2022. Đối với diện hồ sơ EB3, tức là lao động có kỹ năng, lao động không kỹ năng, lao động có bằng đại học, thì lịch visa vẫn ở thời điểm hiện tại, tức là chữ C. Lịch mở hồ sơ, bổ túc giấy tờ 6 bước NVC vẫn ở thời điểm hiện tại. Và đối với các lao động tự do khác thì lịch visa là ngày 8 tháng 5 năm 2019. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin lao động tại Mỹ với một công ty bảo lãnh sẽ được giải quyết liên tục. Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam diện này không được phổ biến. Sau đây, lịch visa diện EB3, EB5 tháng 9 năm 2022 đối với diện hồ sơ EB5, C5 và T5, tức là đầu tư định cư trực tiếp, lịch visa vẫn ở thời điểm hiện tại. Lịch mở hồ sơ, bổ túc giấy tờ 6 bước NVC vẫn ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Diện đầu tư này không được nhiều người Việt Nam đầu tư vào. Và cuối cùng, đối với diện EB5, I5 và R5, tức đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng, lịch visa vẫn là chữ C ở thời điểm hiện tại. Lịch mở hồ sơ, bổ túc giấy tờ 6 bước NVC vẫn là chữ C ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Để đầu tư vào Mỹ ít nhất cần 500.000 cho đến 1 triệu USD và kèm theo các điều kiện khác. Đa số người Việt Nam chọn cách đầu tư này.